xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng học động tác búa gậy tung không trước mặt các bạn nhé. Động tác sẽ như sau. Ok. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng học động tác này. Các bạn cầm gậy này, cầm tay phải nhé. Đó, ta xoay một vòng này. Thì tay này chúng ta ngửa lên, chúng ta đỡ này. Ra xoay tiếp một vòng nhé các bạn nhé. Tay này úp xuống đỡ này, tay này tiếp tục ngửa lên này, đỡ này, nó bắt này. Đó. Động tác nó sẽ luôn chuyển như vậy. Ok các bạn chú ý theo dõi nha. Tay phải này xoay một vòng này, đỡ này, đó. Xoay một vòng này, đỡ này, xuống một vòng, đỡ này. Đó. Ok, xem góc này nhé, tay phải cầm gậy nhé, trái này, đỡ này, đúng không, quăng xuống này, đó, tay của các bạn sẽ luôn chuyển, đặt thật nhiều, đó, chặt này, các bạn chưa quen các bạn có thể tập nửa vòng trước, tập như sau.